Xin chào. Hôm nay tôi đi cùng với cả sư tử, và trong thời gian vừa qua thì tôi có hướng dẫn sư tử lái xe. Đấy, thì coi được việc là người mới lái, cho nên là tôi có một vài cái chia sẻ, đặc biệt là với các bạn nữ, về những cái lỗi mà hay gặp của cái người mới lái ấy. Đấy, thì cái thứ nhất ấy, thì tôi thấy rằng là cái phổ biến nhất thế này là cái tư thế ngồi. Đấy, cái tư thế ngồi lúc mà lên xe, set up xe thì là thường ấy, thì là cái mình là hơi phụ nữ thì hơi thấp mà. Đấy, cho nên là cái nhiều khi là cứ muốn ngồi sát lại để mà quan sát ở đằng trước này cho nó dễ này. Đấy, thế cho nên là khi mà set up ngồi ấy thì có xu thế là hay để cái ghế nó sát vào xe quá. Đấy, nó sát vào xe quá. Đấy, thế thì khi mà sát vào quá ấy, thì là cái người mình nó sát vào, và cái tay nó co lại, nên là cái thao tác nó cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Đấy. Thì chính vì thế cho nên là những cái thao tác về lái nó sẽ không được thoải mái lắm. Thì mình nên, cái lời khuyên đây là nên cân đối. Không nhất thiết phải ngồi sát để mà nhìn được cái mũi xe đâu. Đấy, mà mình về sau mình lái quen nó sẽ cảm nhận được. Và quan trọng là mình phải ngồi làm sao để cái tư thế mình nó đánh lái cua nó thoải mái nhất. Đấy, trong khi đó thì chân vẫn có thể với tới được ấy. Đấy, thì để mà làm được cái đấy thì cái bản thân cái tay lái này nó có thể chỉnh được là lên xuống, ra vào. Thế cho nên là nếu mà chân mình hơi ngắn thì mình đẩy cái tay lái vào sát nhất có thể, vào sát cái tabo nhất có thể. Đấy, để mà cái chân mình nó sát được vào cái chân ga. Đấy, chứ không rồi. Đấy, rồi là cái các cái và cái tay của mình làm sao mà mình duỗi ra ở cái điểm xa nhất ấy, xa nhất ở trên này này, duỗi ra thì nó không quá là trùng mà cũng không quá là căng. Đấy. Chứ còn đấy, hai cái tay mình làm sao mình không bị để mà đến lúc mà, rồi là cái điểm ngắn nhất là cái điểm bên dưới này này, điểm bên dưới này, để lúc mà mình vòng tay qua đấy thì nó cũng không bị co sát quá vào người. Đấy, thì lúc đấy là nó thoải mái hơn. Đấy, ngoài cái chuyện cái chân là cái quan trọng nhất rồi. Đấy, thì đấy là cái lỗi mà hay gặp, là nhiều người cứ ngồi cứ ôm sát vào cái vô lăng thì là kết quả là thao tác rất là khó. Đấy. Cái thứ hai ấy là thực ra có thể nói là cái hệ quả đấy là cái việc đánh lái nó chậm và nó khó ấy. Đấy, thì đấy chính là cái do cái tư thế ngồi. Cho nên thường là người mới lái ấy, và người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ấy, thì thường là cái thao tác, cái lỗi thứ hai đấy là cái khả năng đánh lái là chậm. Đấy, đánh lái chậm. Đấy, đánh lái thì nó có hai cái cách đánh lái phổ thông ấy, là đánh lái theo kiểu Việt Nam mình là hay đánh lái theo kiểu bắt chéo tay này, bắt chéo. Đấy, thì còn một kiểu nữa là cái kiểu gọi là vuốt từ ở giữa, từ ở đây vuốt xuống hai bên. Đấy, thì là cái kiểu đấy ở châu Âu hay làm. Đấy, thì ở Việt Nam mình thì bắt chéo vẫn là cái kiểu phổ thông nhất. Đấy, mà ở châu Âu thì nhiều nơi thì là người ta thậm chí còn không có cho cái kiểu bắt chéo, mà bắt buộc phải vuốt tay, và giờ vuốt từ trên dưới hai bên. Đấy, thì là nó mỗi nơi nó khác nhau. Thực ra thì cái này về sau thói quen thôi. Tôi thì tôi nhiều khi tôi làm cả hai rồi. Thì cái việc liên quan đến cái phần đánh lái chậm ấy thì có một cái lời khuyên là lúc mà đi thì là khi mà đến đoạn cua các thứ ấy, thì là mình phải có cái sự chuẩn bị. Đấy, sự chuẩn bị bình thường ấy, những người mới lái là lúc nào hai tay cũng cầm như này, hai tay cũng cầm ngang như này, và gần như không bao giờ thay đổi. Đấy, kể cả là đến cái đoạn cua họ cũng không thay đổi. Đấy, thế thì chính vì thế cho nên là đến những cái đoạn cua mà cần, ví dụ đi với tốc độ mà chậm thì không nói, nhưng mà đi mà hơi nhanh một chút thì là thường là thao tác rất chậm và vòng cua sẽ mở toang hoang ra. Đấy, chính vì thế cho nên là lúc mà chuẩn bị vào cua ấy là cái tay này mình phải chuẩn bị trước ấy. Đấy, cái người mới lái là thường là tay vẫn để nguyên như này, nhưng mà khi mà chúng ta vào cua ấy là chúng ta bắt đầu phải đưa cái tay lên trên này. Đấy, để chuẩn bị sẵn cho cái vòng cua. Đấy, ví dụ như là cua sang phải thì đưa tay trái lên để kéo, đúng không? Đưa tay trái lên để kéo xuống. Còn cua sang trái thì đưa tay trái lên để kéo xuống.
như vậy là có sự chuẩn bị trước, chứ không phải là đến đấy rồi là cứ thế là vặn luôn ở cái tay như thế này thì lúc đấy là nó sẽ rối tay và sẽ không còn tay để mà thao tác cho nó nhanh được nữa. Đấy, thì đấy là cái lỗi thứ hai nhé. Cái lỗi thứ ba là cảm nhận về góc quay của tay lái. Đấy, thì thường ấy là khi mà cua ấy, tôi thấy rằng là những người mới lái ấy, vào cua thế là cứ thôi vặn hết cỡ rồi. Đấy, thì mình cũng không kiểu, tại vì mình không cảm nhận được là cái vòng cua đấy nó là bao đã đạt hay chưa ấy mà. Đấy, thì ví dụ như nửa cua thì là đã đạt với cái góc đấy rồi, nhưng mà những người mới lái thì thường là không cảm nhận cái đấy không tốt, nên là ví dụ như vào cua phát nào ngoạch một phát tròn vo luôn, không khéo lắc chơi cái kim luôn, thành ra là đến lúc lại phải trả lại lái. Thế cho nên là cái thành ra cái thao tác ở trên lái nó lại thành double, thành nhiều hơn bình thường. Ví dụ bình thường người ta chỉ hơi nhích một cái là đã đủ rồi, nhưng mà đây thì mình lại cua quá đấy, xong rồi lại phải trả lại cua. Đấy, thì đấy cũng là cái lỗi thứ ba khá là phổ biến, là cứ quay, gọi là chị em thích quay mà. Đấy, thích quay đây ấy. Đấy, quay cứ vù vù. Đấy. Rồi cái thứ tư đó là cái thao tác chuyển chân ga và chân phanh. Đấy, thao tác chuyển chân ga và chân phanh thì là những người mới lái thường là sẽ có những cái thao tác nó không được đúng. Ví dụ như là cái thao tác nguy hiểm nhất là thao tác chân trái lại dùng nhảy sang làm đạp vào phanh. Đấy, dùng hai chân đấy, dùng hai chân khi lái thì là cái đấy là cực kỳ nguy hiểm rồi. Đấy, cái lỗi thứ hai đấy là cái mình nhấc cái gót chân lên, nhấc cái gót chân lên khi mà cái lỗi thứ hai là hay nhấc cái gót chân ấy khi mà đạp phanh ấy. Đấy, là nhấc hẳn chân lên. Đấy, thì chúng ta nếu mà chân nó, bàn chân nó ngắn quá thì chúng ta nên đi một cái dép nào đấy mà nó có thể là nó cao cao lên một chút ấy, để mình chuyển mà mình không cần phải nhấc gót. Đấy, tốt nhất là không nên nhấc gót, tại vì nhấc gót lên là lúc đấy nhiều khi là không biết là chân là cái phanh đấy nó ở đâu nữa, là mất phương hướng. Đấy, nhấc lên phát là mất phương hướng, cho nên là phải lúc quá trình setup là phải để luôn cái gót chân xuống và xoay như kiểu này. Đấy, xoay đấy, xoay như này để đổi giữa ga và phanh. Đấy, thì là nó như thế là nó sẽ ok hơn, chứ nhấc lên như này, đạp sang này, nhấc lên này là mất, là không kéo đạp sai và nó không cảm nhận được cái ấy đâu. Đấy, không cảm nhận được cái gì của nó. Cái thứ đấy thứ tư rồi đúng không? Cái thứ năm đấy là cái cảm nhận về cái nhịp ga ấy, tức là lúc mà ga lên thì mình không biết là, tại vì lúc người mới lái thì bao giờ cảm giác là ga mình rất là sợ, mình sợ nó vọt lên mà. Thế cho nên là ga hoặc là quá là chậm. Đấy, hoặc là quá kiểu mãi mới lên được một tí, hoặc là lại làm mình vò một phát, vèo một phát vọt lên. Đấy, thì cho nên là cái cảm nhận này là cũng nên. Cái này thì thực ra thì chỉ có trong quá trình lái nhiều thì mình sẽ ấy dần thôi, và nó quen xe nữa. Hơn nữa là mình ví dụ đi qua những cái đoạn đường vắng ấy, thì mình nên cảm nhận cái chân ga để mình cảm nhận cái tốc độ, chậm chậm lại xong rồi mình ga lên, mình xem là cái ga nó như thế nào, rồi là giảm xuống thì nó làm sao, phanh lại như thế nào. Đấy, thì để nó xe nó không bị vọt lên ở trong những cái lúc mà gì nó nguy hiểm. Đấy, những lúc cuống là mình hay ga một cái thì nó lại vọt lên thì sợ là lại nhầm chân ga chân phanh. Đấy, hoặc là hay phanh gấp các thứ ấy, thì cũng đấy là cái nguyên nhân của cái phần mà về cảm nhận cái chân cái nhịp ga này đó. Cái lỗi thứ sáu là cái lỗi chuyển hướng, chuyển hướng làn ấy, thì là cái lỗi này thì cũng hay gặp. Đấy là cái khi mà chúng ta chuyển ấy, thì là chúng ta thường là những người mới lái thường là sẽ gọi là không có sự quan sát trước ấy, thiếu cái sự quan sát và chuẩn bị trước, thành ra là khi mà chuyển làn ấy là lại xi nhan chậm này là một này, rồi là không nhìn gương này, nhìn gương chậm này. Đấy, thì chính vì thế cho nên đến cái đoạn mà cần phải lại nép vào rồi thì lại lúc đấy mới nhìn gương, thì lúc đấy mới thấy xe chẳng hạn, thì là sẽ là loạn hết cả lên. Đấy, cho nên là cái thao tác chuyển làn và là phải có sự chuẩn bị trước, và phải rèn cho cái thói quen là nhìn gương trong mọi trường hợp, phải cứ hơi lệch cái xe một cái là phải nhìn gương. Đấy, rất rất nhiều trường hợp là bị lỗi ở chỗ này là không nhìn gương, một phát là thôi thằng sau là nó tàng vào mình luôn. Đấy,
nhìn gương và phải nhường cho xe đằng sau. Đấy là cái cực kỳ quan trọng. Thôi đi ra thẳng đến kia đi em. Nhưng mà không, đây dừng lại để gọi để mà báo là mình không cần đến. Cứ, anh nghĩ cứ đi thẳng đi. Bây giờ không cần. Không, nhưng cũng phải gọi chứ. Thôi, đi thẳng ra cái chỗ đấy rồi gọi có sao đâu. Cứ tạm dừng lại để cho người ta có thời gian đã. Thì anh cứ làm gì thì làm đi. Đấy thì là rồi. Cái chuyển làn và nhìn gương đúng không? Chuyển làn nhìn gương. Thì chúng ta cái điểm khắc phục cái này thì nên có cái sự chuẩn bị trước trong đầu, lúc nào chuẩn bị rẽ là phải nhìn gương ngay. Và cái nhìn gương đấy thì nên kiểu như là cứ liếc mắt thường xuyên ấy. Đặc biệt là những lúc nào mà cần chuẩn bị chuyển làn là nhìn gương gương này, gương hai bên này. Đấy, nhìn gương hai bên. Đấy, nhìn gương hai bên để mà chuyển làn. Cực kỳ quan trọng nhá, chuyển làn là bắt buộc phải nhìn gương. Đấy, và xin nha. Thứ 6 rồi đúng không? Thứ 7 là cái này thì cũng hay gặp là cái giật mình khi mà những cái tình huống mà ví dụ như là xe có còi đường sau rồi là khi mà bị cắt đầu này, đặc biệt ở Việt Nam mình lái xe thì rất hay bị cắt đầu đằng trước thứ rồi là những cái tình huống kiểu như là mình mất phương hướng, không biết đi rẽ đường nào chẳng hạn, rồi thì như không biết chuẩn bị đến ngã tư đoạn này đã rẽ chưa thứ đấy là hay cuống. Đấy, thì là cái này thì cái lỗi này thì nói chung là nếu mà ấy thì nên mới lái quá thì nên dán vào để cho mọi người xung quanh biết. Nhưng mà thật ra nhiều khi mới lái mà dán vào không kéo các ông lại càng lấn lên, ý biết thằng này mới lái lại lao vèo lên lại chèn vào, cho nên là cũng có hai mặt của nó. Cho nên là mới lái thì chúng ta cố gắng rèn luyện bản lĩnh thôi, bản lĩnh còi biết là cũng cứ bình tĩnh mà xử lý, không có gì phải cuống hết, cứ nhìn đằng trước, quan trọng nhất là duy trì đường trước. Đấy, đường trước, thấy xe đằng trước hoặc gì đấy thì mình kiểm soát đằng trước thôi, chứ đừng kiểm soát cố kiểm soát hai bên và đằng sau vội. Đấy, thì dần dần thì cái này sẽ bản lĩnh sẽ được tôi luyện. Cái thứ 8 đó là cái về lùi thì tôi thấy là cái vấn đề gọi là cực kỳ nan giải của những người mới lái, đặc biệt là nữ. Thì cái mà tôi đánh giá cái lỗi mà từ nãy giờ anh cứ nói đặc biệt là nữ hơi bị nhiều ấy nhá. Thì cái này là dành cho nữ mà. Không, nhưng mà anh cứ là nên làm. Thôi để im. Đấy. Như thể là nữ là cần là kém hơn ấy. Tất nhiên rồi. Nữ kém hơn rất nhiều. Chứ không phải là nhiều nữa mà là rất nhiều. Đấy, thì đấy là cái sự thật. Thì là cái lùi ấy. Cái lùi ấy thì là cái cảm nhận về cái mà tôi đánh giá là lỗi ấy, thì là do cái cảm nhận về hướng, tức là khi mà mình lên, mình ngồi, mình đang đi tiến thì không nói, nhưng mà mình lùi cái mình lúc mình lùi ấy là mình không biết là cái không cảm nhận được cái xe nó đang đi như nào. Đấy, thì để mà khắc phục cái đấy thì quan trọng nhất là cái người lái là phải cảm nhận được là cái xe nó đang lùi như nào. Đấy, cái xe cái hướng cái bản thân cái cục cái xe nó, ví dụ như cái bàn tay này nhỉ, thì nó đang check về hướng nào, nó đang tiến như thế nào. Đấy, thì cái đấy là phải tưởng tượng ở trong đầu. Đấy, tưởng tượng trong đầu để mà mình cảm nhận được cái xe nó đi. Đấy, rồi tương ứng với nó thì là đánh sang lái sang bên nào thì là nó sẽ chuyển định động như nào. Đấy, thì chứ không nhiều người là vào là nhìn gương, tại vì nó ngược mà, nhìn gương quay đằng sau một cái xong rồi đánh lái một tí là loạn lên, nó không biết là hướng nó đang thế nào, nó không biết là đang tướng đang hướng đầu đang ngoách ra hay là ngoách vào. Đấy, thì cái đấy là cái theo tôi là cái cảm nhận về hướng và cái kết hợp với cả cái nhìn gương cũng như là cái vòng lái, cái đánh lái để điều hướng ấy. Đó thì là cái về lùi nhá. Đấy, lỗi về lùi. Còn một cái thứ 9 ấy, cuối cùng ấy thì là với những người mới lái ấy, là cũng một cái lỗi nữa là lỗi rất là hay cãi. Đấy, hay cãi. Ví dụ những người mà biết lái rồi người ta chỉ cho thì hay cãi. Đấy, thì là đặc biệt là cái cô này đấy, rất là hay cãi. Đấy, ví dụ như vừa lúc nãy bảo vệ quyền phụ nữ không đúng chỗ đúng lúc ấy. Đấy, rồi ok thế thôi. Anh em nhớ subscribe nha, đặc biệt các chị nha, tại vì kênh của tôi là tôi thấy toàn là các anh thôi, không thấy có các chị đăng ký kênh của tôi để tôi có sẽ làm vài video mà dành riêng cho các chị các em nhá. Tất nhiên là sẽ không. Xin chào, hẹn gặp lại.
Ôi em.